Kính thưa anh chị em, trước khi bắt đầu thánh lễ thì tôi có gặp mà cha Phêrô Hiền là cha giám đốc của trung tâm mục vụ và cha Nguyễn Trọng Viễn dòng Đa Minh trong phòng khách kia. Thực sự ra hôm nay lần đầu tiên tôi đến với anh chị em và lần đầu tiên được biết anh chị em. Trước đây thì cũng chẳng biết kinh thánh cầu nguyện là cái gì hết. Tôi gặp hai cha, tôi hỏi vậy gốc gác của nhóm kinh thánh cầu nguyện này trước đây là cái gì? Thì các cha cũng nói qua cái nguồn gốc một chút. Và các cha có nói lên một cái nhận định thế này này. Có một điều chúng con không hiểu tại sao mà nhóm này họ rất là vui vẻ và rất là nhiệt tình. Ngài bảo thì lát nữa Đức Cha thấy. Mà quả thật tôi thấy thật bởi vì hát to lắm. Khác với các nhóm khác, một phần này cũng là đông hơn, nhưng mà một phần khác thì cũng là có cái niềm vui đặc biệt. Đó. Cho nên hát từ đầu giờ mới có mấy bài thôi mà thấy khí thế lắm, đó. Hay lắm. Thưa anh chị em, từ đó tôi nghĩ là, tôi nhớ lại. Anh chị em có biết từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu thi hành cái nhiệm vụ mục tử của giáo hội toàn cầu vào năm 2013 đó, thì một cái từ mà ngài hay rất là nói thường xuyên lặp đi lặp lại, một cái từ chủ đề trong môi miệng của ngài và trong giáo huấn của ngài là cái từ gì? Giỏi thế nhỉ. Đúng là niềm vui. Cái thông điệp, xin lỗi, cái tông huấn đầu tiên của ngài là cái tông huấn gì? Niềm vui, tin mừng. Thường thì các đức thánh cha thì mở đầu bằng một thông điệp, nhưng mà ngài thì mở đầu bằng một tông huấn thôi, nhưng mà cũng giá trị như là một cái thông điệp vậy. Nói được cái tư tưởng của ngài, cái thao thức của ngài, cái kế hoạch mục vụ của ngài trong cái thời gian sắp tới đây, đó là niềm vui của tin mừng, niềm vui phát xuất từ tin mừng. Và cũng từ đó thì cách này cách khác, qua các giáo huấn, qua các tông huấn, ngài thường xuyên lặp đi lặp lại cái chủ đề niềm vui đó, niềm vui nên thánh, niềm vui trong đời sống gia đình, vân vân. Thưa anh chị em, nếu mà quả thực một người nào đã gặp được Chúa Giêsu, gặp được tin mừng của ngài, gặp sự sống của ngài, thì người đó không thể không vui được, bởi vì người đó tràn đầy sự sống, cái niềm vui tràn ngập trong lòng người môn đệ và tràn ra bên ngoài qua cái công cuộc loan báo tin mừng. Ngài chứng kiến một cái sự gọi là trì trệ trong hoạt động của giáo hội, trong việc loan báo tin mừng, là bởi vì chúng ta đánh mất cái niềm vui tin mừng. Chúng ta không sống được cái niềm vui đó. Và cũng chính Ngài liên kết cho chúng ta hai cái điều quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu, đó là môn đệ thừa sai. Một người môn đệ thì phải làm cái người thừa sai, đi loan báo tin mừng, đi truyền giáo, bởi vì người đó cảm nhận cái niềm vui đầy tràn trong lòng mình và bây giờ chia sẻ cho người khác đó. Và ngược lại, muốn đi loan báo tin mừng, muốn thi hành nhiệm vụ truyền giáo, muốn thi hành cái sứ vụ, thì phải sống cuộc đời của một người môn đệ phải đầy tràn niềm vui, phải đầy Chúa trong lòng mình thì mới có thể đi loan báo tin mừng được. Không thể loan báo cho người khác được nếu lòng của mình không có đầy. Mình không đầy thì làm sao mà tràn ra ngoài được? Phải đầy thì mới tràn. Thưa anh chị em, với cái niềm vui này, cái sức sống này chúng ta có được là bởi đâu? Thưa là bởi Chúa Thánh Thần. Anh chị em vẫn đọc trong Kinh Tiên Kính: tôi tiên kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là và sự sống. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống thôi. Ăn uống lương thực là sự sống. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng chính hơi thở thần linh cũng là sự sống của chúng ta. Thú thật với anh chị em, ngày hôm nay tôi hơi bị mệt một chút. Mấy ngày vừa rồi, 2-3 tuần lễ vừa rồi nó hơi bị quá tải. Sáng nay cũng một lễ rồi, trưa nay cảm thấy hơi mệt,
Không biết chiều nay chia sẻ với anh chị em sao. Rồi tôi áp dụng cái bài thở. Thở. Năm ngoái chị em biết Covid nó hành chúng ta bởi vì thiếu gì? Thiếu thở, thiếu khí. Lúc đó mình, anh chị em chắc cũng nhiều người cũng nếm một tí phải không? Đó. Nhưng mà có những người nếm nhiều thì đi rồi. Đó là những người thiếu khí thật. Mong một tí hơi thở, mong một tí không khí không có. Mà không có khí là chết thôi. Mà cái người nào mà có hơi thở nhiều thì người đó là cái người khỏe. Khỏe thì thở phi phò. Đó. Cho nên trưa nay tôi phải áp dụng cái bài thở để lấy kiếm một tí hơi, kiếm một tí sức, kiếm một tí cái nghị lực để chiều nay chia sẻ với anh chị em. Mà quả thật áp dụng xong thấy nó hết mệt. Trên nhà mà nói hăng vậy đó. Thưa chị em, hơi thở chính là sự sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ chuyện này, hết mà tôi mệt, tôi phải ăn thức bổ dưỡng. Ông ăn cái này đi, bà ăn cái này đi. Ăn thì cũng là tốt, nhưng mà còn hơi thở là quan trọng. Trong đời sống kỳ thú chúng ta cũng thế thôi. Đôi khi chúng ta cứ nói là mình phải ăn cái nọ ăn kia. Chúng ta lo lãnh nhận bí tích thánh thể, thức ăn thức uống thần linh của chúng ta tốt thôi, cần thôi. Nhưng mà đừng quên rằng thánh thần là hơi thở của chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy trong bài tin mừng, Chúa Giêsu phục sinh đã đến thổi hơi trên các tông đồ. Và các tông đồ đã nhận được hơi thở của Chúa Giêsu phục sinh. Mà hơi thở của Chúa Giêsu phục sinh là hơi thở thần linh, là hơi thở thần tiên, là chính là sự sống của Thiên Chúa được trao tặng cho các tông đồ. Các tông đồ được đầy tràn sự sống của Chúa. Một người Kitô hữu là phải có sự sống của Chúa trong mình, để cho Chúa sống trong chúng ta. Chúng ta thở bằng hơi thở thần linh. Rồi một khi đã cảm nhận được cái hơi thở thần linh, chúng ta đầy sức sống của Chúa, thì sau đó Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta và Chúa làm những điều kỳ diệu nơi chúng ta. Ở cái mức độ nhỏ thì là hơi thở, còn ở cái mức độ mạnh mẽ hơn nữa thì chúng ta cảm nhận được cái gì? Luồng gió. Gió là cái gì? Gió là sự chuyển động của không khí. Đó, cái quạt anh chị em thấy không? Đó. Rồi gió ngoài kia, một cái luồng khí nó thổi từ này qua chỗ kia thì tạo thành gió thôi. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã hoạt động như thế nào. Không những hoạt động trong tâm hồn các môn đệ ban hơi thở thần thiêng, mà còn Ngài còn hoạt động trong hội thánh, nơi cộng đoàn các tông đồ, nơi tất cả mỗi người chúng ta. Ngài tạo nên một sức gió mạnh mẽ thổi vào như cuồng phong vậy. Khởi đầu của lịch sử hội thánh sơ khai thì Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ, cho nên cho một cái cơn cuồng phong và mọi người đều cảm nhận được cái sự mạnh mẽ đó. Chính cái cơn cuồng phong đó đã thổi tung các tông đồ lên, đã thổi tung từ nhà tiệc ly ra quảng trường Jerusalem, đi khắp cả cái miền Judea, trong toàn cõi đất nước Do Thái và cho đến tận cùng trái đất. Gió thổi các ngài đi lên. Cách đây ít lâu tôi đi qua chỗ quận 7 gần đây đó, tôi thấy buổi chiều dân chúng thả diều thì gặp những cơn gió đó, thì gió đưa những cái diều lớn nó thổi từ dưới đất bay lên trên trời, bay dây thật là căng lên đó. Gió mạnh đưa những ngọn con diều đó lên trên cao đó. Gió mạnh thì làm đến điều kỳ diệu như thế, và gió mạnh nữa thì quật tung cả những cây cổ thụ và nó đưa cả cái tòa nhà sập luôn, hoặc là đưa những cái chiếc xe hoặc cái máy bay từ chỗ này qua chỗ kia dễ dàng lắm. Gió mạnh, gió là sức mạnh. Thưa anh chị em, chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần thực hiện nơi chúng ta những điều kỳ diệu như thế. Xin Chúa thổi vào trong chúng ta cái luồng gió mạnh để chúng ta có thể thực hiện được cái công cuộc loan báo tin mừng. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh chị em.
Chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần rồi, chúng ta được đổi mới, có hơi thở Thần Linh rồi, và bây giờ Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta để chúng ta được sai đến với anh chị em để chia sẻ cái niềm vui đó, cái sức sống cho anh chị em. Hơn ai hết, anh chị em sẽ cảm nhận được rằng Chúa Thánh Thần rất là cần thiết trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời của một Kitô hữu. Không có Chúa Thánh Thần là bế tắc hết. Đôi khi chúng ta chưa cảm nhận được, nhưng mà thực sự là bế tắc. Anh chị em đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh là gì? Tại sao anh chị em cảm thấy sự sốt sắng, cảm thấy mình yêu thích lời Chúa, cảm thấy lời Chúa biến đổi cuộc đời của mình? Thưa là bởi vì anh chị em đã đọc Kinh Thánh với Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần đã tác động trong tâm hồn anh chị em. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì Kinh Thánh, tin mừng này chẳng qua chỉ là những chữ viết vô hồn thôi. Chẳng qua chỉ là một cái sách lịch sử, sách khảo cổ vậy thôi. Mà quả thật bao nhiêu người cũng đọc cái quyển này rồi chứ, đâu phải chỉ chúng ta đọc. Mà có cảm thấy gì không? Thưa là không cảm thấy, vì không có Chúa Thánh Thần. Nhưng mà nếu mà có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ cảm thấy đây chính là cái bức thư tình của Chúa gửi tới anh chị em. Từng lời, từng chữ, từng câu nó thấm thía, nó chất chứa cả một cái ý nghĩa sâu thẳm trong đó. Như anh chị em ngày xưa viết thư tình vậy. Đó. Khi viết thư tình thì nắn nót từng câu, từng chữ, đúng không? Các ông bà có viết không? Trẻ giờ nó viết, nó có ý nghĩa của nó cả chứ. Nhiều khi chỉ một cái ký hiệu nhỏ thôi, chất chứa bao nhiêu tình cảm trong đó. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nhận được từng câu, từng chữ, từng lời đó là lời của một cái bức thư tình Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta. Thiên Chúa tỏ tình với chúng ta, và chúng ta dễ đáp lại với tất cả cái tình yêu của mình. Chúng ta cũng cần có Chúa Thánh Thần. Bởi vì nếu không có thì anh chị em thấy luật lệ, các giới răn, nó là cái gì? Nó giống như là cái gọng kềm, nó giống như là một cái kỷ luật gò bó chúng ta, làm cho chúng ta mất tự do. Nhưng mà nếu mà có Chúa Thánh Thần thì anh chị em thấy từng giới răn của Chúa nó là cái gì? Nó là những cái cử chỉ, những cái biểu hiện của một tình yêu mến. Con yêu ta thì con giữ lời ta. Và quả thật, con yêu mến Chúa thì con làm việc này vì yêu mến Chúa. Con giữ luật không phải là vì đây là vì sự quy định của lệ luật để con sợ mất linh hồn xuống hỏa ngục. Nhưng con giữ luật đây bởi vì luật đây là cả một cái sự biểu lộ cái tình yêu của chúng con đối với Chúa. Các bí tích cũng vậy. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì anh chị em thấy nhìn vào nó như là mê tín dị đoan, phù phép. Mà nếu có Chúa Thánh Thần, chúng ta cảm thấy ở đây là tất cả cái hoạt động của Thiên Chúa, cái tình yêu của Chúa được tỏ bày ra cho chúng ta. Nếu có Chúa Thánh Thần thì cái công cuộc loan báo tin mừng đó là một cái sự chia sẻ, một cái sự chia sẻ cái niềm vui, sự tuôn trào cái tình yêu trong lòng chúng ta cho người khác. Còn nếu không có Chúa Thánh Thần ấy, thì bảo anh chị em đi truyền giáo, anh chị em ra ngoài đường đứng giống như quảng cáo tuyên truyền vậy đó, bán hàng rong vậy đó, chẳng ai tin cả. Thế anh chị em, chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong lòng chúng ta, biến đổi chúng ta, để chúng ta cảm nhận cái sức sống đó, rồi chúng ta tuôn trào cho anh chị em chúng ta. Mà cái niềm vui của một người đầy tràn tin mừng, đầy tràn tình yêu của Chúa không giấu được, nó sẽ biểu lộ qua cái lối sống của chúng ta thôi, qua hành vi cử chỉ của chúng ta thôi. Và đó là điều mà Chúa Thánh Thần làm nơi anh chị em. Và giám đốc cũng bảo cho anh chị em sau khi đọc tin mừng xong thì cũng được biến đổi nhiều lắm. Vì tôi tin là được biến đổi bởi Chúa làm mà. Các tông đồ ngày xưa đâu có ngờ rồi mà được biến đổi như thế đâu. Cứ rú rú ở trong nhà tiệc ly thôi, đâu có dám nghĩ gì đi chuyện xa xôi, chuyện tử đạo, chuyện truyền giáo, chuyện làm phép lạ. Không nghĩ đâu.
mà Chúa làm. Chúa làm những điều bất ngờ nơi các tông đồ, và Chúa cũng thực hiện những điều bất ngờ nơi anh chị em. Tôi nhớ lại ở ngoài Phát Diệm cách đây ít lâu, tôi cũng tổ chức cho các cái khóa cuộc xí lô, tức là khóa học hội Kitô giáo ở Sài Gòn chúng ta đông lắm, nhiều lắm. Đã. Chắc anh chị em đây chắc cũng có những người tham dự phong trào cuộc xí lô đấy. Thì cái khóa ngắn 3-4 ngày thôi, cũng chủ yếu là để gặp gỡ Chúa thôi, gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trong sự cầu nguyện, một cái khóa cầu nguyện thôi. Nhưng mà nhiều người được ơn biến đổi. Có cái cặp vợ chồng kia trẻ, khoảng 40 tuổi đó. Thì khóa thứ nhất đi dự xong, rồi khóa thứ hai, rồi sau đó họ tổ chức Untreya, tức là gặp gỡ, họ gặp nhau lại để chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm sau khi mình dự khóa về, rồi mình thay đổi đời sống làm sao. Thì hai vợ chồng kể thế này, là sau khi chúng con đi dự khóa thứ nhất về, thì tất cả khu xóm đấy, mình quê mà, khu xóm, họ thấy đời sống chúng con thay đổi. Trước kia hai vợ chồng cãi nhau thường xuyên, cãi nhau đó, mà ai cũng biết mà, nổi tiếng mà, cái vùng đấy, mà còn trẻ 40 tuổi chứ phổi còn khỏe lắm, cãi to lắm, ai cũng biết hết. Nhưng mà sau khi đi dự khóa của Silo 4 ngày về, thì hàng xóm láng giềng bảo, ở chúng mày sao cái này không cãi nhau à? Hỏi bảo mày đâu đấy? Đấy. Thì cái anh vợ chồng trẻ này thì cũng là đi học thì biết cuộc silo đó, xong rồi họ về họ tuyên truyền, họ quảng cáo, nói với nhau. Hai cái vợ chồng này này, chúng nó đi dự cái khóa casino về, nó không cãi nhau nữa. Dự casino về là không cãi nhau nữa. Bảo chúng mày bao giờ chúng đi, chúng mày cho tao đi với. Đi dự casino về để thay đổi hẳn. Thế anh chị em, làm sao mà ai có thể làm được chuyện đó? Các cha đến gặp gỡ thường xuyên, khuyên nhủ anh chị thôi đừng cãi nhau nhé, đâu có làm nổi đâu. Cãi khuyên bảo riết xong rồi cha xứ đi về thôi. Bố mẹ anh chị em khuyên bảo có được đâu. Chúa Thánh Thần làm, ơn Chúa làm. Ơn Chúa làm sao để tâm hồn người đó cảm nhận được sức mạnh của tình yêu Chúa, người đó được biến đổi và tự động là thay đổi thôi. Và khi thay đổi rồi thì cái niềm vui nó tuôn trào ra ngoài, niềm vui nó lộ hiện ra, và nó có sức hấp dẫn, nó lôi kéo cả những người khác nữa. Anh chị em cũng thế thôi, cảm nhận được sức tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta biểu lộ cái niềm vui tin mừng trong cuộc sống của mình. Cuộc đời mình được biến đổi, mình tạo được niềm vui, mình tạo được cái chứng từ nơi xung quanh, và chúng ta tạo được cái sức hấp dẫn của tin mừng. Tin mừng biến đổi như thế đó, tin mừng đem lại cho chúng ta cái niềm vui và hạnh phúc như thế đó. Đó là điều Chúa Thánh Thần thực hiện trong đời của anh chị em, trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hôm nay ngự đến trên chúng ta và ban cho chúng ta cái niềm vui, cái sức sống mãnh liệt. Xin Chúa Thánh Thần thổi tung chúng ta lên, để chúng ta đừng an phận, đừng đóng kín cửa, mà tự do để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.